Tương tự như thế, chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ ba là chính sách dành cho các đại lý ký gửi. Đúng không ạ? Đại lý ký gửi thì đã ký gửi, đối tác ký gửi của bạn là gì ạ? Rủi ro nó thấp hơn rất nhiều rồi. Ý tôi là gì? Chúng ta phải định nghĩa đại lý ký gửi. Thì đại lý ký gửi hàng hóa chính là các đại lý, các đối tác mà được chúng ta lựa chọn và tiến hành đàm phán để bán các sản phẩm của công ty, nhưng theo hình thức ký gửi. Hình thức ký gửi tức là mình đưa hàng vào cửa hàng bán và mình không được nhận tiền trước. Bán được hàng nào thì mình lấy phần trăm cái phần đó về và mình trả một cái phần trăm chiết khấu cho cái đại lý đó. Thì rủi ro của đại lý ký gửi là thấp hơn rất nhiều so với đại lý bán buôn. Đại lý bán buôn là họ nhập toàn bộ các sản phẩm đấy về, họ chịu rủi ro về việc là không bán được hàng. Nhưng ký gửi thì họ không phải chịu rủi ro đó, đúng không ạ? Ký gửi tức là nếu mà bạn không bán được hàng, đại lý ký gửi không bán được hàng thì họ trả hàng cho mình, họ cũng chẳng phải mất gì, đúng không ạ? Cái thứ duy nhất họ mất đấy là đã mất công trưng bày, đã mất diện tích trưng bày, không bán được hàng. Đấy, cơ hội của họ bị mất đi. Nhưng rủi ro thì họ sẽ thấp. Vậy rủi ro thấp đồng nghĩa với việc chiết khấu cũng phải gì? Thấp hơn, đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ tiến hành là mức chiết khấu của đại lý sẽ được tính theo phần trăm nhân với cái mức doanh số bán được thực tế tại hệ thống đại lý đó, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta sẽ làm như nào? Thì chúng ta sẽ tìm các đối tác phù hợp, sau đó chúng ta sẽ đàm phán hợp đồng, các cái hợp đồng liên quan đến việc ký gửi, ví dụ hợp đồng miệng và các cái điều khoản. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận qua email, đúng không ạ? Chúng ta gửi các cái bản hợp đồng mẫu để hai bên có thể đàm phán với nhau về chỉnh sửa. Sau đó là thảo luận chi tiết về hợp đồng ký gửi, thời gian ký gửi bao lâu, mức chiết khấu như thế nào, cách thức vận hành ra sao, đúng không ạ? Vân vân. Đấy thì nó sẽ có hết trong hợp đồng hợp tác. Đấy, sau đó tiến đến giai đoạn đàm phán và nhất trí. Sau đó đến giai đoạn ký hợp đồng thực tế và triển khai ký gửi hàng hóa. Thì triển khai ký gửi hàng hóa là mình sẽ mang hàng hóa đến cửa hàng của họ, trưng bày ở đâu mình cũng lựa chọn, đàm phán với họ, đúng không ạ? Đấy, có được treo biển quảng cáo hay không, có chương trình khuyến mại gì hay không, có được đặt các standee quảng cáo hay không, có được phát voucher hay không, vân vân. Chúng ta phải thảo luận hết, được chưa ạ? Đấy, chúng ta phải yêu cầu đối tác cho nhận diện thương hiệu, cho cái khu trưng bày nó trở nên nổi bật, bởi vì trong bán lẻ thì đôi khi là cái trưng bày nổi bật cũng giúp bạn có được doanh số rất tốt. Và chúng ta sẽ tiến hành bán hàng thực tế tại hệ thống, chúng ta có thể chạy quảng cáo hỗ trợ do hệ thống. Và bước tiếp theo là chúng ta phải đối soát công nợ, đúng không ạ? Thu tiền hàng hóa ký gửi và chiết khấu cho đại lý. Thì thông thường những mô hình như này thì các hệ thống chuỗi hoặc là siêu thị họ sử dụng rất là nhiều. Nếu bạn muốn đưa hàng vào siêu thị thì thường đó là các mô hình ký gửi. Thì đây cũng là một cái kênh rất là tốt, hiện nay các bạn có thể tham khảo và giúp cho bạn tăng trưởng được doanh số. Tuy nhiên thì nó sẽ làm đồng thời là cái vốn về hàng hóa của bạn cũng tăng lên rất cao, bởi vì bạn phải tản hàng hóa ra rất nhiều các đại lý, đúng không ạ? Và đồng thời bạn cũng phải tăng cái chi phí cho nhân sự để quản lý các cái cửa hàng đó, bởi vì nó có tình huống là hôm trước mình đến cửa hàng thì rất là ngon lành, ký gửi xong rồi hai hôm sau sang thì cửa hàng biến mất và tìm họ ở đâu cũng không biết luôn. Thì cái chuyện đấy là trong lịch sử mà chúng tôi làm đã có, tất nhiên bây giờ thì nó ít hơn, nhưng cũng là một cái mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cũng lại tiếp tục lập ra một bảng Excel hoặc là một cái bảng Word có vẽ kẻ bảng ra giá trị hàng bán được thực tế hàng tháng là bao nhiêu. Cột thứ hai là chiết khấu và các chương trình khuyến mại dành cho đại lý ký gửi nếu có. Đấy, thì họ bán dưới bao nhiêu triệu đấy thì lại được phần trăm như này, dưới bao nhiêu triệu đấy từng mức ra. Đây, phần này chúng ta dễ rồi, đúng không ạ? Vâng. Thì chúng ta cũng quan tâm đến là cách thức thu tiền, cách thức lấy tiền về, đúng không ạ? Các cái chính sách thanh toán đấy, để làm sao nó khớp, đúng không ạ? Bởi vì các đại lý ký gửi thì họ cũng thường có những cái chiêu là để cù nhầy, để người ta giam vốn của mình, tận dụng vốn của mình. Ví dụ có thể họ bán được rồi nhưng mà họ lại cứ trả chậm, hoặc là hôm đến lấy tiền thì kế toán ốm, hôm kế toán không ốm thì kế toán lại chửa đẻ gì đấy. Nói chung là cũng có nhiều trường hợp đấy đã xảy ra, đúng không ạ? Và chúng ta phải mất rất nhiều thời gian mới lấy được tiền. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã làm rồi. Đấy, rồi thì khi có chương trình khuyến mại xảy ra thì bên nhận ký gửi có được áp dụng hay không, và nếu mà được áp dụng thì cái mức chiết khấu có tăng hay giảm hay không, thì cái điều đó chúng ta cũng phải đưa ra quyết định, được chưa ạ? Tiếp tục đấy là chúng ta sẽ có những cái đại lý cộng tác viên bán hàng online, như là các trang thương mại điện tử hoặc là các cá nhân. Bạn đưa hàng lên Tiki, AD rồi,
Sen Đỏ, Lazada vân vân, thì bạn sẽ chiết khấu cho họ. Hình thức này cũng chính là hình thức đại lý ký gửi, nhưng mà nó là ký gửi online, bạn không cần phải mất quá nhiều hàng, thậm chí bạn có thể bán rất tốt. Hoặc là Shopee, nếu mà bạn bán đồ rẻ, bạn có thể đưa lên đấy bán, thì tôi thấy doanh số bán trên Shopee cũng rất là tốt, nhưng mà đồ phải hơi rẻ một chút. Thì trong trường hợp này thì bạn cũng cần phải đưa ra định nghĩa về cộng tác viên, đúng không ạ? Ý tôi muốn nói là gì? Cộng tác viên đây là những cái đơn vị bán hàng trực tuyến cho bạn, có thể là các cá nhân, có thể các doanh nghiệp, có thể các website. Bạn có thể phát triển những cái mô hình affiliate như vậy, hoặc là các cái mô hình hợp tác. Cộng tác viên bán hàng là những người là online như này, thì chúng ta tuyển dụng, chúng ta đào tạo cho họ, và sau đó chúng ta cho họ làm đại lý của chúng ta bán hàng mà không cần phải nhập hàng, không cần phải bỏ vốn, không cần phải trả tiền. Bây giờ anh Phan anh ấy có một cái sản phẩm là quần áo, đúng không ạ? Thì anh ấy sẽ cho mọi người bán là chiết khấu 20%, mọi người cứ đăng hình lên Facebook bán được thì sẽ hưởng hoa hồng, đúng không ạ? Bán được thì sẽ hưởng hoa hồng 10%, 20%, 30% do thỏa thuận giữa anh Phan Anh với các cái đại lý như vậy, đúng không ạ? Thì đây cũng là một mô hình bán hàng rất tốt, các bạn nên lưu ý nhé. Trong chiến lược về giá, chiến lược về kênh, các bạn khớp với nhau, đây cũng là một cách bán hàng rất tốt. Thì nó vẫn là liên quan đến giá và chiết khấu. Đấy, thì bạn có thể cho họ những cái mức chiết khấu. Tất nhiên trong trường hợp này chiết khấu nó phải thấp hơn, bởi vì rủi ro của họ rất thấp, họ không mất cái gì cả, họ chỉ tốn tí nước bọt thôi. Thế thì như vậy mình đặt các KPI ra, số lượng cộng tác viên là bao nhiêu trong từng tháng, đào tạo họ như nào, có chương trình đào tạo online không, có chương trình đào tạo offline không. Nếu mọi người phát triển một lượng cộng tác viên lớn thì hãy đào tạo online cho họ qua group, qua live stream, qua cái này, qua cái khác, hoặc là thuê tôi sẽ đào tạo cho họ cực kỳ chuyên nghiệp để các bạn bán hàng tốt, bởi vì hệ thống network bán qua cộng tác viên rất là tốt nha. Trong lĩnh vực thời trang, lĩnh vực mỹ phẩm rất rất tuyệt vời. Ở đây là cộng tác viên trực tuyến ấy, chứ không phải là cộng tác viên theo mô hình giống như kiểu bán hàng đa cấp của những công ty về mỹ phẩm hay là các công ty về thực phẩm chức năng đâu. Thì cái phần này các bạn cũng hết sức lưu ý, được chưa ạ? Chúng ta đặt các KPI cho cộng tác viên, chúng ta đặt kỳ vọng và chúng ta phải liên tục đào tạo, riêng trong lĩnh vực này phải đào tạo. Thế còn chúng ta đưa sản phẩm lên các trang thương mại điện tử như AD rồi Tiki, Lazada, đúng không ạ? Sen Đỏ, rồi thì Robin vân vân, Shopee, rất là nhiều trang, có khoảng 10 trang lớn, thì chúng ta cũng cần phải có một sale phụ trách, chúng ta thường xuyên đưa ra chương trình khuyến mại với họ và hợp tác với họ sâu để bán được doanh số tốt. Và đây là một kênh bán hàng tốt, nhưng mà chúng ta phải nhớ là mức chiết khấu phù hợp nha. Ok, tôi vừa trình bày với các bạn phần thứ hai của chiến lược về giá. Chúng ta sẽ phải phân bổ phần trăm chiết khấu cho các kênh. Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn sơ sơ rất nhiều, và các bạn có thể kết hợp thêm các cái nội dung mà tôi viết trong cái phần kế hoạch của tôi. Tôi sẽ chia sẻ file này cho các bạn với điều kiện các bạn là học viên của chúng tôi, đúng không ạ? Và nếu như các bạn có cái câu hỏi nào, có cái trao đổi nào hoặc cái hướng dẫn nào cho tôi thì vui lòng hãy liên hệ với tôi là Phan Anh qua hệ thống của website hoặc là qua email trực tiếp của tôi là phananhonline@gmail.com. Tôi rất là hân hạnh có thể chia sẻ và có thể học hỏi từ chính các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.